ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới cũng như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Về nhiều tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2022, giành chức vô địch ARC 2022 rất cảm xúc. Thất bại đáng tiếc trong trận chung kết tổng đấu trường danh vọng mùa đông 2022. Và liệu rằng chức vô địch quốc tế APL 2022 sẽ xen kẽ vào quy luật nhất nhì này? Những cánh chim vàng đen VGaming đã và đang nỗ lực không ngừng để có thể khiến nó thành sự thật. Một cánh chim không bao giờ mỏi trong những chặng đua gần đây, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho AOG khi ra sân chơi quốc tế. VGaming cho thấy, không chỉ có mỗi tượng đài Flash thành công tại sân chơi quốc tế, họ hoàn toàn có thể sang bằng cũng như trở thành đội tuyển thành công nhất AOG tại tựa game này. Hôm nay hãy cùng Cảm Thể Thao tìm hiểu tổng quan về sức mạnh cũng như từng vị trí của hạt giống số 2 Việt Nam tại APL 2022. Hành trình đến APL. Trở về từ thành tích đáng tự hào tại sân chơi quốc tế, khi dễ dàng đơn bại được hạt giống số 1 GCS tại AIC 2022 với tỷ số hủy diệt 4-1, Quang Hải cùng các đồng đội hừng hực khí thế hướng đến chức vô địch quốc nội đầu tiên. Nhưng trái với nhiều người nghĩ, VGaming khởi đầu mùa giải không thành công bằng những thất bại bạc nhược, Heavy và sau đó là TDT. Bóng dáng nhà vô địch thế giới đã không còn, có lẽ VGaming đang ngủ quên trên chiến thắng, hoặc cũng có thể những bài vở của họ đã bị bắt bài hoàn toàn. Tuy nhiên, chẳng để sự chỉ trích kéo dài, những cánh chim vàng đen đã nhìn nhận được vấn đề mà bản thân đội tuyển đang mắc phải. Đội trưởng Han từng nói, tụi em đánh thua thì anh có thể chỉ cho tụi em, chứ đừng thay đổi người. Tụi em đánh với nhau trước giờ quen rồi. Và rồi từ đây, còn quái vật quốc tế đã trở về đúng bản ngã, là sang bằng hết tất cả mọi đối thủ. Dù cho đó có là đương kim vô địch quốc nội Sài Gòn Feather, hay những nhà cửa vô địch như Flash. Để rồi, vị trí đầu bảng, số giai đoạn vòng bảng là thành quả xứng đáng dành cho tập thể áo vàng đen. Khi nhiều người nghĩ, với sức mạnh hiện tại, chẳng đội tuyển nào có thể cản bước được VGaming nâng cao chiếc vô địch đầu tiên, thì một lần nữa, đối thủ kỳ rơ của họ tại các cặp BO7 lại xuất hiện. Thất bại tại chung kết nhanh thắng với tỷ số 3-4 trước Sài Gòn Feather đã khiến cho VGaming phải thi đấu với Box tại chung kết nhanh thua để tìm ra đội tuyển cuối cùng vào chung kết tổng. Họ đã bại biệt đội báo thù với tỷ số 4-1. Maris cùng các đồng đội hừng hực khí thế khi gặp lại những bóng ma xà thành. Khi chiếc vô địch đã gần chạm đến tay của VGaming thì một lần nữa họ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Sài Gòn Feather thắng liền một mạch 4 ván còn lại dù bị dẫn trước. VGaming chỉ còn biết cười đùa là về nhì chúng ta cũng vĩ đại. Khoảnh khắc gục ngã của từng thành viên khiến cho những người hâm mộ của VGaming cảm thấy chạnh lòng. Nhưng sau tất cả, họ tuyên bố vẫn sẽ thi đấu hết sức có thể để một lần nữa mang vinh quang về cho nước nhà. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi tại APL lần này, họ rơi vào bảng đấu khá dễ thở cùng với Dewar United và Buriram United Esports. Tấm vé vào vòng tiếp theo hoàn toàn nằm trong tầm tay của Maurice cùng các đồng đội. Tổng quan về lối chơi. Nếu như GCS vẫn được xem là khu vực chơi kiểm soát bậc nhất trong giới Liên Quân, thì hai chiến thắng trước Bikertopia và One Team tại ARC 2022 chính là lời khẳng định đanh thép nhất ai mới là ông trùm của lối chơi kiểm soát này. Và nếu chúng ta nghĩ VGaming chỉ biết chơi kiểm soát, thì một trận thắng trước hạt giống số 1 RPL là Bacon Town là minh chứng cho thấy VGaming cũng hoàn toàn chơi được lô đánh đôi công song phẳng. Có thể nói, VGaming là một tập thể vô cùng khó để bị bắt bài. Nếu như tại giải đấu, bạn không tạo ra meta, thì VGaming chính là người mang nó ra để mọi người cùng sử dụng. Còn nhớ, công bài Charlie đường giữa đã quá out meta, nhưng khi Maurice sử dụng thì đội bạn cũng phải khóc thét. Một đội hình thi đấu cùng nhau 2 năm trời mà không hề có sự thay đổi chính là điểm mạnh nhất nên những cánh chim vàng đen. Không có thi mà Mỹ, mà từng thành viên đã tự biết bản thân mình phải làm gì. Xem VGaming thi đấu, thật không ngoa khi nói, họ là đội tuyển chơi ở cửa thua lợi hại nhất không chỉ tại AOG mà ở trên toàn thế giới. Nếu như vẫn giữ được phong độ cùng với một chiếc đầu lạnh lùng khi ra sân chơi quốc tế, VGaming hoàn toàn có thể tạo nên chuyện tại APL lần này. Đường trên Bird LB. Ở những mùa giải trước, Emberg vẫn bị mọi người nghi ngờ về khả năng và luôn cho rằng đường trên chỉ là mắt xích yếu nhất của VGaming. Thì tại AIC 2022 cũng như đấu trường danh vọng mùa đông, Bird LB đã hoàn toàn lột xác. Đột biến có, làm nên cho đồng đội khi sử dụng thang cờ có, di chuyển thông minh có. Trong bối cảnh G-Way đang nghỉ thi đấu thì ta có thể nói Bird LB chính là người đi đường tà thần hay nhất cũng như ổn định nhất của AOG. Điểm mạnh lớn nhất của Bird LB chính là lựa thời cơ cũng như chủ lực của team địch để lao vào, từ đó dễ dàng thắng lợi trong giao tranh. Giờ đây khi meta núp bụi bắt lẻ đang thịnh hành
thì cũng là lúc Bud LB cần phải lên tiếng tỏa sáng mạnh mẽ hơn nữa. Đi rừng Quang Hải. Nếu như V-Gaming được biết đến với đội tuyển chơi ở thế thua cực hay, thì Quang Hải chính là người chơi rừng trong thế mất bùa hay nhất thế giới. Chẳng sở hữu kỹ năng thượng thừa như Bần cũng như Mood, Quang Hải có nét chơi gần giống với tượng đài Neil. Không ít lần tại năm nay, ta nhìn thấy Quang Hải bị hỏi thăm liên tục trong giai đoạn đầu game, thì bằng một cách nào đó, người đi rừng của V-Gaming vẫn không thua quá nhiều tiền so với rừng bên kia. Để rồi những Zuka, Tulen, Yan trong tay Quang Hải ở giai đoạn sau của trận đấu là một thứ gì đó vô cùng áp lực. APL 2022 lần này, có vẻ như Meta đang ủng hộ V-Gaming cũng như ủng hộ trực tiếp đến cách đi rừng của Quang Hải. Hy vọng với những thuận lợi đó, Quang Hải dễ dàng bay nhảy cũng như nắm được chiếc cúp ở lại Việt Nam, nơi hậu phương vững chắc luôn ủng hộ cho anh. Đường giữa Maris. Maris vẫn vậy, vẫn là nhân tố thi đấu đột biến nhất trong đội hình giao tranh tổng của những cánh chim vàng đen. Final MVP AIC 2022 cho thấy, không phải ngẫu nhiên mà anh sở hữu được danh hiệu cao quý này. Liliana sát thủ, Chrissy tốc biến bạo lá, IG hỏa bạo, bão từ từ của L'Oreal. Những tướng nào nằm trong tay chàng trai này đều gây ra lượng đam khủng khiếp. Và những món đồ trang bị kháng phép là trang bị chắc chắn phải có khi anh chàng này cầm pháp sư đi ra mid. Nếu Sunbat vẫn luôn là tượng đài thì Maurice đang trên con đường trở thành tượng đài tiếp theo của đường giữa Liên quân Việt Nam. Sao thủ Hoàng TD. Không còn lối chơi hổ báo như trước, giờ đây sao thủ số 1 V-Gaming đã thi đấu an toàn và chắc chắn hơn. Công bài Lai với những cú đạn thần quang không tầm nhìn vẫn là nỗi khiếp sợ cho đối phương mỗi khi anh chàng này sở hữu vị tướng này. Ngoài ra, Silica cũng như Thon 3 đạn xanh vẫn là những công bài uy tín của ông Hoàng nước suối. Trong một ngày đồng đội bảo kê tốt, Hoàng TD sẽ bắn tan nát đội hình. LPL 2022 lần này, ngoài việc giữ phong độ, Hoàng TD cũng phải thi đấu cực kỳ đột biến. Bởi giải lần này là nơi quy tụ những sát thủ hàng đầu thế giới với tâm lý cực thép như Eres hay Yirui. Hỗ trợ Han. Không chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong trận đấu, người anh cả, người đội trưởng mẫu mực chính là sợi dây tinh thần của cả tập thể. Giờ đây, tướng chống chịu không chỉ dùng là các con bài truyền thống như Than, Lumbua, mà các con bài mở giao tranh như Zip hay Rui cũng đòi hỏi trợ thủ sử dụng cũng như phối hợp với đồng đội một cách trơn tru nhất. Những tướng này, anh cả V-Gaming đều sử dụng cực kỳ hay, nếu như không nói là vô cùng đột biến. Con Zip trong tay Han cũng phải khiến Bần thốt lên rằng, anh Han đánh con này ghê quá. Hay tượng đài Liên Quân Mobile Việt Nam, Broly, cũng phải dành những lời khen có cánh cho Han. Những điều này cũng dễ dàng cho ta thấy, vì thế cũng như tầm quan trọng của Han trong đội hình. V-Gaming có thể là ông hoàng về gì tại giải đấu quốc nội, nhưng khi ra sân chơi quốc tế, sự an tâm luôn là thứ mà khán giả đặt trọn niềm tin lên những cánh chim vàng đen. Tâm lý là câu chuyện muôn thuở mà các đội tuyển cần phải vượt qua nếu như muốn hướng đến chiến thắng. Hy vọng với lợi thế sân nhà cùng sự tự tin trong vòng nhiều năm qua tại đấu trường quốc tế, V-Gaming sẽ thi đấu thật hủy diệt để mang về chiếc vô địch quốc tế thứ hai trong cùng một năm, giống như cách mà các tia chớp đã từng làm được. Cùng theo dõi và ủng hộ không chỉ V-Gaming mà cả ba đại diện AOG để có thể mang vinh quang về cho nước chủ nhà. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.